chữ ký điện tử đo trán có chính xác hay không. Hồ Sơn xin chào bà con ha. Hiện giờ trên thị trường thì có rất là nhiều dòng máy nhiệt kế để đo, ví dụ như cái kẹp nắp này nè, thì mình sẽ kẹp vào nắp khoảng từ 30 giây đến 1 phút thì cái độ chính xác rất là cao. Còn cái nhiệt kế đo trán thì đo rất là nhanh, có khoảng từ 1 đến 3 giây thôi. Và những cái máy mà về cái thương hiệu lớn thì khả năng đo là rất là chính xác và sai lệch nó rất là nhỏ cô chú chị ha. Thì hiện giờ mình vô bệnh viện mình cũng thấy là tất cả bác sĩ đều xài những dòng máy đo trán như thế này, với thứ nhất là đo nhanh và thứ hai là với những cái trẻ em nhỏ đó, mình đo cái này rất là nhanh và làm cho bé không bị giật mình. Mình để vào trán thì nó còn liên quan đến nhiều vấn đề. Thứ nhất là cái thương hiệu này là có uy tín hay không. Mình chọn những dòng thương hiệu lớn giống như Myrolife thì mình sẽ yên tâm, tại vì cái này đã được kiểm định từng loại máy trước khi ra thị trường. Và sau này khi mà mình nghi ngờ nó bị sai lệch, mình có thể gửi về hãng, hãng sẽ kiểm định lại. Hết bảo hành mình vẫn có thể được kiểm định miễn phí nha. Đó, nên là mình phải mua cái máy là cái độ uy tín của hãng như thế nào. Và cái thứ hai là cách đo. Nếu mà như mình đo thì mình phải đo cái nhiệt kế này và mình ở trong môi trường đó khoảng tầm 10-15 phút thì cái máy nó sẽ hiểu, nó sẽ bù nhiệt độ chính xác hơn. Thì Hoàng Sơn có những cái video hướng dẫn cái cách sử dụng rồi, nếu cô chú anh chị quan tâm thì có thể gọi trực tiếp Hoàng Sơn để Hoàng Sơn hướng dẫn kỹ hơn. Hiện tại mình có 3 dòng máy của Myrolife. Một cái cặp nắp thì nó mất thời gian cỡ 30 giây đến 1 phút mới ra kết quả. Còn dòng máy truyền thống là 1.100.000, nó rất là dễ sử dụng ha, nhưng mà phải để đúng 2-3 cm mình bấm. Còn cái dòng máy thứ ba là dòng máy thông minh, là mình dí từ ngoài vô cách 1-3 cm là máy sẽ tự đo. Đó, với lại mình phải để đúng cái chức năng nha, ví dụ chức năng đo người và đo vật thể. Đó, ví dụ đo người thì nó sẽ có vùng nhiệt độ để cái độ chính xác cao nhất, còn đo vật thể là mình để đo sữa hoặc là đo những cái mặt phẳng hoặc là những cái món ăn hay những cái ly sữa, những cái gì đó mà mình cần biết cái độ chính xác như thế nào thì phải để đúng cái vị trí đó nha. Còn có những dòng máy trôi nổi trên thị trường hoặc là những dòng máy Trung Quốc mình không rõ nguồn gốc đo mà mình không biết cái độ chính xác nó có hay không và không biết cái kiểm định như thế nào thì Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình không nên sử dụng, tại vì mình đo mà không biết nhiệt độ chính xác mình uống thuốc thì rất là nguy hiểm cô chú anh chị nha. Có gì thắc mắc thì cô chú mình có thể gọi cho Hoàng Sơn. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.